Rồi, xin chào các bạn nhé. Rất vui khi đã quay trở lại với các bạn ở video tiếp theo của kênh Tân TV. Rồi, tiếp tục với những cái mẹo hay ở trên Facebook, Zalo. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, những bạn nào mà đang dùng Messenger và Zalo, các bạn không thấy cái thông báo khắc phục cái tình trạng là giúp các bạn bật cái thông báo tin nhắn lên khi các bạn tắt màn hình, khi các bạn tắt màn hình khóa, màn hình điện thoại ấy, mà nó hiện thông báo lên nhé. Thì rất nhiều bạn gặp phải cái tình trạng này khi các bạn khóa màn hình rồi, tức là khi màn hình nó để chế độ chờ ấy, tắt đi rồi ấy, thì những cái thông báo tin nhắn đến nó không hiện lên màn hình chính của các bạn đấy, thì gây do các bạn là không biết, giúp các bạn là không biết ai nhắn tin đến hoặc là có những thông báo gì ở trên ứng dụng Messenger và Zalo đó. Thì các bạn có thể áp dụng cách này của mình để giúp bật cái thông báo nó lên nhé. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn nhanh cho các bạn ở trên điện thoại nhé. Rồi, thì mình sẽ hướng dẫn nhanh cho các bạn để bật cái thông báo khi các bạn tắt màn hình khóa ở trên các cái dòng điện thoại nhé. Thì bình thường những bạn nào mà hiện tại đang không nhận được cái thông báo, ví dụ như có một cái thông báo tin nhắn của Zalo đến mà các bạn không biết, nó không thông báo, phải vào cái ứng dụng Zalo thì các bạn mới biết, thì các bạn hãy làm theo cách này của mình nhé. Đầu tiên thì các bạn hãy truy cập vào cài đặt cho mình nhé, cài đặt chung của máy cho mình. Nếu máy bạn nào có phần thông báo thì các bạn hãy thực hiện cho mình cách như nào như sau nhé. Các bạn chọn phần thông báo này, đó, có phần thông báo sẵn này đó. Thì các bạn sẽ nhìn, trước tiên là các bạn nhìn thấy cái phần là thanh thông báo trên đầu này, đó, màn hình thông báo này, thông báo màn hình này, đó, thông báo màn hình, đó. Bạn nào bạn đang tắt này, đấy, thì các bạn hãy bật lên nhé, đấy, hiển thị nội dung thông báo các bạn bật lên. Và thông báo nổi này, cái thông báo nổi này là khi các bạn khóa màn hình đấy, các bạn bật lên, đấy. Các bạn bật lên những cái ứng dụng nào các bạn tắt thì các bạn bật lên rồi nhá. Đấy, Zalo, Facebook các kiểu nhá. Ok. Tiếp theo là thẻ thông báo thì cái này thì nó cũng không quan trọng nhưng các bạn cũng phải bật lên nhá. Ok. Tiếp tục này. Đây, những cái ứng dụng cho phép các bạn thông báo, nếu bạn nào bật cái phần trên rồi mà bạn không bật cái phần dưới này ấy, thì cũng không được nhá. Đây. Các bạn chọn ví dụ như Facebook này, Zalo, Messenger này, đó các bạn chọn vào. Đấy, Zalo cuối các bạn bật lên nhá. Đấy. Rồi. Sau khi các bạn bật cái phần này lên xong thì các bạn thực hiện cho mình một cái bước nữa. Các bạn sẽ vào cho mình từng cái ứng dụng nhé. Các bạn chọn ứng dụng này, các bạn chọn quản lý ứng dụng này ở trong phần ứng dụng nhé, từng cái ứng dụng của nó nhé. Rồi các bạn đợi một chút nhé. Như bạn nào muốn tìm cái ứng dụng nào, bật ứng dụng nào thì các bạn bật lên. Bình thường ấy thì các bạn hay dùng là ứng dụng Zalo hoặc là Facebook hoặc là TikTok chẳng hạn. Đó, chủ yếu là cái phần đó Instagram. Đó, thì các bạn sẽ tìm cho mình là Zalo trước nhé. Zalo này, đó, các bạn chọn vào. Ok, cái phần Zalo nhé. Ở trong cái phần Zalo này thì các bạn hãy tìm đến cho mình cái mục là, đầu tiên là cái mục là pin này. À đâu, sử dụng dữ liệu lưu trữ này. Không phải, các bạn tìm đến cái phần là đây, tiết kiệm pin này. Các bạn chọn vào tiết kiệm pin. Đấy. Tiết kiệm pin thì các bạn hãy phần đang của mình đang ở đây là phần tiết kiệm pin. Đấy, thì sau khi các bạn bật tiết kiệm pin này thì nó cũng ảnh hưởng đến một số cái phần thông báo của các bạn nhé, để cho nó tránh tình trạng là hết mất nhiều pin đấy bạn, thì người ta sẽ kiến nghị là xác minh ứng dụng hoạt động để đảm bảo. Đó, nói chung là các bạn nhìn vào đấy nhé, các bạn chọn là không hạn chế này. Đấy, không hạn chế các hoạt động, có nghĩa là bao gồm các hoạt động thông báo đến nữa, các bạn chọn vào, các bạn trở lại. Rồi, các quyền khác này, đây mình xin lỗi, cái phần là thông báo ở trong phần này nhá, thông báo này. Đấy, các bạn cũng phải nhìn xem những cái phần nào mà các bạn chưa bật lên nhá. Các bạn chưa bật lên này, đấy, các bạn phải bật hết lên nhá. Đó, thông báo nổi này. Đấy. Chủ yếu là phần thông báo nổi này. Thông báo màn hình khóa, đây cái phần này quan trọng này. Bạn nào mà đã không quên bỏ lỡ cái phần này này, các bạn bật lên. Đấy. Thông báo để cho phép thông báo trên màn hình khóa, có nghĩa là các bạn màn hình của bạn khóa rồi ấy, thì các bạn bật lên nó vẫn thông báo bình thường nhá. Đấy, nói chung là các bạn hãy bật hết những cái phần này lên cho mình nhá. Rồi, đấy, tiếp tục này, các bạn trở ra phần bây giờ các bạn chọn đến phần Messenger cho mình. Đấy, đấy, Messenger này, các bạn cũng làm theo các bước giống hệt như cái bước sử dụng trên Zalo vừa rồi nhá. Rồi, tiết kiệm pin này, đấy, các bạn cũng không hạn chế này. Đấy, các bạn chọn vào. Đấy,
Thực ra bật cái phần không hạn chế này lên thì nó cũng không không phải là nhanh hết pin đâu các bạn, nó cũng mình thấy là nó cũng không có gì thay đổi nhiều, nó chỉ một chút thôi, nó hạn chế những cái gần như kiểu dữ liệu chạy ngầm ấy, nói chung là vậy. Mình cũng không 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 tìm hiểu kỹ đó. Phần thông báo này các bạn bật hết lên nhá, này cho phép mình khóa này, nếu bạn nào đang tắt các bạn cũng bật lên cho mình nhá. Đó rồi, thì bây giờ các bạn hãy trở ra, các bạn đã bật hết những cái phần này rồi, các bạn trở ra vào, các bạn vào phải cái phần ứng dụng của nó luôn nữa nhá, các bạn phải vào ứng dụng của nó nữa. Ví dụ bây giờ mình sẽ vào cho các bạn cái ứng dụng là Zalo của mình này đó, và các bạn hãy chọn cho mình cái phần là cá nhân, và các bạn chọn vào dấu ba gạch này đó. Trong cái dấu ba gạch này nó có cái phần là thông báo đó, thì các bạn hãy nhìn xem những cái thông báo này nó đã bật hết chưa. Đấy, đấy, xem nó có thông báo bật hết chưa. Đấy, các bạn hãy bật lên nhá. Đấy, thì các bạn phải bật hết những cái mục này lên thì nó mới sử dụng thông báo được nhá. Đó, ở trên Messenger cũng vậy, các bạn hãy bật hết những cái thông báo của Messenger, cái phần trong phần thông báo lên thì mới được nhá. Đấy, thì bạn nào mà không có, nói chung là không có cái phần thông báo này ở ngoài màn hình chính này này, ở cái phần trong phần cài đặt ấy, thì các bạn hãy vào cái phần nói chung là hiển thị ấy, hoặc là những cái phần liên quan đến thông báo ấy, nhắc nhở, nhạc chuông ấy, các thứ đấy, tùy theo máy nhá. Có thể máy này của mình nó sẽ sắp xếp như thế này, máy máy của các bạn nó sẽ sắp xếp kiểu khác đó, thì các bạn hãy lưu ý và các bạn hãy thực hiện đúng nhá. Đó thì bây giờ các bạn tắt màn hình đi thì nó sẽ có cái phần thông báo đến cho các bạn như bình thường đó. Thì ở đây thì mình cũng không tiện test, nói chung là mình bật là ok rồi, mình bật theo những cái này là chắc chắn 100% là ok, thông báo kể cả các bạn khóa màn hình hay không khóa màn hình nó cũng thông báo đến nhá. Đấy, khóa màn hình thì nó sẽ thông báo đến ok, chắc chắn là nó sẽ thông báo đến rồi. Đấy, đấy thì các bạn chú ý cho mình những cái thao tác vừa rồi đó. Còn ở trên iPhone thì các bạn hãy trên iPhone ấy, những bạn nào dùng iPhone thì các bạn hãy vào từng ứng dụng nhé, từng ứng dụng ấy, từng ứng dụng nó sẽ có cái phần thông báo. Ví dụ như mình nói qua nhé, ví dụ như các bạn vào cài đặt chung này, đến các bạn lướt lên đến ví dụ như Facebook này, đấy các bạn connect vào Facebook nó sẽ có cái phần thông báo rõ ràng ở trong đấy nhé, nó sẽ có phần hiển thị cho phép hiển thị mình khóa này. Đấy, nói chung là các bạn cứ vào đấy là các bạn sẽ thấy nó toàn tiếng Việt thôi, rất là dễ hiểu nhá. Đấy rồi, và hy vọng với cái cách này của mình thì các bạn sẽ thực hiện thành công đó. Và nếu bạn nào mà bị lỗi bước nào hoặc là bật lên mà nó không có ấy, thì à đây trường hợp nếu bạn các bạn bật lên mà không có thì các bạn hãy làm cho mình một cái bước như sau nhé. Ví dụ như mình để cho nó chạy Zalo này chẳng hạn nhé, đây các bạn chọn nút đa nhiệm này, các bạn nhấn vào cái app Zalo đó, các bạn sẽ chọn vào cái hình biểu tượng hình khóa cho mình đấy. Đây, biểu tượng hình khóa cho mình, ví dụ như các bạn đang nhìn cái trên đầu Zalo này nó có biểu tượng chìa khóa nhá, mình bấm bấm lại này không có nhá, đấy mình bấm lại này có hình biểu tượng chìa khóa, thì các bạn sẽ tắt hết đa nhiệm đi, ứng dụng Zalo của bạn vẫn còn chạy nhá. Đây đấy, các bạn kể cả các bạn thoát hết đa nhiệm đi, ứng dụng Zalo nó vẫn còn chạy đó, thì các bạn để cho chắc chắn thì nó vẫn đang chạy ngầm, thì để cho nó có thông báo liên tục để tránh gián đoạn nhá. Đấy, kể cả cái ứng dụng Messenger cũng vậy, các bạn chọn tương tự nhá. Rồi, chúc các bạn thành công nhé. Ok các bạn nhé, thì mình cũng đã hướng dẫn xong cho các bạn cách các bạn có thể bật những cái thông báo từ những cái tin nhắn hoặc là những cái thông báo ở trên cái ứng dụng ở Messenger và Zalo, giúp hiện lên cái màn hình khóa khi các bạn tắt màn hình, cực kỳ đơn giản và thành công. Nếu các bạn đã thực hiện, những bạn nào mà thực hiện thành công thì hãy bình luận dưới video cho mình nhé. Còn những bạn nào mà đang bị lỗi hoặc là chưa thực hiện được thì các bạn cũng bình luận xuống cho mình nhé. Rồi, thì nếu thấy video hay, các bạn ủng hộ mình bằng cách cho mình một nút like. Các bạn nhấn một nút like chưa đầy 2 giây thì các bạn ủng hộ mình. Đó là cái niềm động lực để mình tiếp tục ra những cái video mới. Rồi, và có tất cả những ý kiến đóng góp bạn cũng bình luận dưới nhé. Và chia sẻ cho nhiều người được biết những cái mẹo hay của mình nhé. Và những cái bạn nào mà vừa mới ghé kênh của mình lần đầu tiên thì các bạn hãy bấm hình quả chuông. Đăng ký xong bấm hình quả chuông để nhận những cái thông báo, không bỏ lỡ những cái video nào hàng ngày của mình nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tới của mình nhé.